chấp ngăn tù. Kính chào các bạn. Đây là chương trình phát sóng của Việt Vision tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, do tôi là Phạm Xuân phụ trách. Xin kính chào các bạn và quý vị khán giả. Trong bài số 52 này, tôi sẽ mang đến cho các bạn, quý vị khán giả những cái thông tin sau. Trước hết, tôi xin nói về thông tin về cái bọn phản động và các cái thế lực thù địch ở nước ngoài, nó đang hoạt động đánh phá nước ta trong giai đoạn hiện nay như thế nào. Thì đầu tiên thì tôi xin nói về đó là các thế lực phản động truyền thông thù địch ở nước ngoài. Thì như các bạn cũng biết, hệ thống tuyên truyền truyền thông của các thế lực nước ngoài nó liên tục đánh phá đất nước ta bao nhiêu năm nay. Bọn nó ra sức xuyên tạc về tình hình ở trong nước, hầu như ở các lĩnh vực, với cái giọng điệu, tức là dối trá, cái luận điệu là xuyên tạc, thổi phồng. Mà gần đây thì nó xuyên tạc về cái vấn đề mà Sở Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố điều tra ở tại cái khu vực Đồng Tâm, cũng như là nó xuyên tạc về cái mối quan hệ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhân các cái sự kiện mà mới gần đây, chẳng hạn như là đoàn cán bộ cấp cao của Quân ủy Trung ương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa qua thăm Việt Nam mình, rồi cái sự kiện giàn khoan của Trung Quốc 981 hoạt động ở ngoài vùng biển của Trung Quốc, nhưng mà nó vịn vào những cái đó để mà nó xuyên tạc về cái mối quan hệ của hai nước. Còn bên cạnh đó thì cái bọn mà cá nhân, cái tụi mà cá nhân, nó không có mang tính chất tập thể, phía trên là tôi nói là tập thể, các cái cơ quan truyền thông báo chí hoặc các cái phe nhóm đó, thì còn cái bọn mà cá nhân như là cái con Thùy Dương, rồi Mã Tiểu Linh, rồi Danny Trần, rồi Thanh Luân, hay là Thóc Nâu Thóc Đen gì đó, thì hầu như bây giờ là trong giai đoạn này là nó im, nó không có tham gia sủa nữa. Không có đó. Thế dạng như là cái con Jenny Trần, tôi thấy nó lặng bấm nút tàng hình, rồi Thóc Nâu Thóc Đen gì đó bị Việt Vision chỗ em Ngô Long thọc cho vài phát là cũng bấm nút tàng hình luôn đó. Rồi còn lại Thùy Dương thì bây giờ chủ yếu là hoạt động du lịch, nó quảng bá về châu Âu, về đất nước Na Uy là chủ yếu. Mã Tiểu Linh cũng không có thông tin, vân vân. Hay là trước đây, thời gian cách đây khoảng chừng một tháng, thì cái con Thành Luân thì nó ra sức, nó kêu gào, tức là tuyển mộ binh sĩ rồi biệt kích đợi gì đó, hung hăng lắm. Đó. Thì bây giờ thì cũng im hơi bạc tiếng. Cơ bản là bọn nó là lấy những cái thông tin, các bạn, lấy những cái thông tin từ ở trong nước, có thể qua những cái tên mà chuyên buôn bán thông tin mà chúng tôi cũng đã nói trước đây rồi. Thí dụ như là cái thằng Huỳnh Quốc Huy hay là Dũng Vo Ve gì đó. Những cái tên đó nó bán thông tin ra ngoài như vậy. Nó xuyên tạc, nó bán thông tin ra ngoài, rồi bọn kia mới là trên cơ sở, rồi bọn kia nắm những cái thông tin đó, rồi lại tuyên truyền lên, rồi lại kích động ngược về trở lại về Việt Nam này. Đó. Nó kêu gọi những cái người nhẹ dạ cả tin tham gia theo nó, hoặc là tạo ra một cái dư luận hoang mang ở trong quần chúng nhân dân. Các bạn, bọn nó. Thì bây giờ hiện nay nó cũng tắt hết rồi các bạn. Đó. Tên thì coi như là chuyển nghề, như con Thùy Dương ấy, là nó hoạt động quảng cáo du lịch. Còn mấy cái đứa khác thì tôi im hơi lặng tiếng hết, nó không có thông tin. Rồi bên cạnh đó thì phe nhóm thì nó ra sức đấu tố lẫn nhau. Đó. Chẳng hạn như là cái phe của cái thằng Đào Minh Quân ấy, các bạn,
thì chắc tới đây rồi chắc không còn tồn tại nữa. Không còn tồn tại nữa, tại vì cái tên này ngay từ ban đầu, hiểu không? Việt Vision cũng như là tôi cũng đã có những cái bài hoặc là có những cái lời là đã cho rằng cái bọn này nó xạo, nó lừa bịp. Nó lừa bịp. Và tôi cũng đã lên tiếng, tôi kêu gọi các bạn thanh niên ở trong nước chúng ta hết sức cẩn thận, đừng có nghe những cái lời dụ dỗ của cái bọn Đào Minh Quân này. Tôi đã cảnh báo trước đây rồi. Thì bây giờ hiện nay là tụi nó bên nó đấu tố và nó ra sức, coi như ra sức nó tiêu diệt cái bọn Đào Minh Quân này. Và ngay như bản thân cái bọn mà gọi là tay chân đó, tay chân đắc lực đó, tay chân đắc lực của Đào Minh Quân nó bây giờ nó cũng quay ngược trở lại, nó đấu tố và nó cho rằng Đào Minh Quân là tên lừa đảo, lừa bịp, vân vân. Đó các bạn, nực cười đúng không các bạn? Đó, vậy mà cũng la hét kêu gào đó, đưa quân đội về rồi cái gì đó 30 tháng 4 đồ về rồi cái gì đó đó đó, lật đổ cộng sản, lật đổ nhà nước Việt Nam, đưa cái gì cái chế độ cái thay ma Việt Nam Cộng Hòa đó về trở lại, cái gì lấy lại đất tổ vân vân. Đúng là ảo tưởng phải không các bạn? Nực cười ảo tưởng đó. Thì trước 30 tháng 4 thì chúng tôi Việt Vision chúng tôi cũng đã có những cái nhận định như thế rồi đó. Bọn tâm thần hoang tưởng mà. Và bọn này bây giờ tới đây nó không không còn đất diễn ngay trên cái xứ sở Hoa Kỳ đó. Thực chất các bạn ạ, thực chất theo như tôi đó, dưới cái góc nhìn của tôi thấy thực chất cái bọn Việt Nam Cộng Hòa đó nó chỉ là tay sai, đúng không các bạn? Nó tay sai cho Pháp rồi tay sai cho Mỹ đó, vậy thôi, thực chất là vậy. Sống đó, hưởng lộc bằng nhờ bằng cái nguồn viện trợ của Mỹ, hèn nhát lắm các bạn, hèn nhát đó, chỉ biết hưởng thụ thôi, tức là oách lắm, phong độ đẹp oai, nhưng mà đụng trận sắp trận thì coi như là bỏ chạy, nói chung là hèn nhát, chỉ biết hưởng thụ thôi các bạn đó. Tán gái cưa gái rồi nhảy đầm rồi đi bar thì tài lắm, buôn lậu vân vân. Cho nên cái bản chất như vậy thì làm sao mà có cái chuyện mà gọi là đấu lại ra được với cộng sản. À, trước đây với một cái đội ngũ binh hùng tướng mạnh như vậy ha, cơ sở vật chất rồi coi như đầy đủ như thế đó mà còn bỏ chạy, bỏ chạy thôi, tôi không có dùng cái từ nhưng bỏ chạy như thế nào ha, bỏ chạy thoát thân đó, huống hồ chi bây giờ với hai bàn tay trắng, tuổi tác thì đã cao đó, những cái hồn ma bóng quế vật vờ vật vờ ở bên cái xứ Hoa Kỳ đó. May mắn được chính phủ Hoa Kỳ họ cứu mang cho họ cho ăn nhờ ở đậu cho đó là may mắn lắm rồi, thấy không? Còn gì mà mơ tưởng nữa mà coi như là về phục quốc, về lấy lại cái gì đất tổ, quê cha đất tổ. Đúng là ảo tưởng, đúng là bệnh nhân, đúng là cái số tâm thần hoang tưởng, đúng không các bạn? Đó, nói ra tôi nói trở lại những vấn đề này để cho một số các bạn, một số quý vị khán giả rõ thêm, rõ thêm. Mà tôi cung cấp thông tin rõ thêm, hay là cái số kiều bào của chúng ta đang ở nước ngoài đó, hiểu rõ thêm, đặc biệt là cái số kiều bào mà ở trong cái thành phần mà gọi là thành phần ngồi im đó, thành phần ngồi im đó, tức là bên Mỹ nó có ba, nó có hai cái thành phần, đúng ra là ba nhưng mà tôi cho là hai thôi. Một thành phần coi như là tâm thần hoang tưởng đó, và một thành phần là coi như là nằm im, ngồi im đó. Thì đặc biệt là tôi dùng cái từ ngữ là số kiều bào đang sinh sống, kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài đó, biết thêm rõ thêm đó, về cái thông tin ở trong nước. Kính thưa các bạn, kính thưa quý vị khán giả, thực ra thì cái bọn tâm thần hoang tưởng nó thừa biết cái điều này 42 năm rồi, đúng không các bạn? 42 năm rồi nó thừa biết cái điều này, tức là nó không làm gì được cộng sản được hết trơn. Nếu nó làm thì nó đã làm lâu rồi, đúng không? Không làm gì được. Đó. Nó biết chắc chắn điều đó luôn. Đó. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao. Đó. Thì thôi, thì bây giờ tạo ra những cái gọi là cái công việc chống cộng. Đó. Để có những cái áp lực, có những cái sự việc. Đó. Nó gây ra mất ổn định.
nó gây ra cái sự hoang mang ở trong nội địa Việt Nam. Đó, cái mục tiêu nó đặt ra là như vậy thôi các bạn. Chứ nó thừa biết nó không làm gì được với những thằng cộng sản ở Việt Nam. Đó các bạn ạ, tôi nhấn mạnh những cái từ đó. Còn cái bọn chiếp hôi trong nước các bạn, bọn chiếp hôi trong nước thì nằm im chờ thời cơ. Một số thì chắc có lẽ bỏ nghề, qua các cái livestream rồi qua các cái Facebook cá nhân rồi ha, thì tôi thấy là có lẽ một số bỏ nghề, không tham gia nữa. Vì thứ nhất là tiền hết rồi, không có thu nhập. Thứ hai nữa là thấy cái sự coi như là bức xúc của nhân dân trong nước càng ngày càng cao trào. Đó. Trước đây á, thì người dân người ta ít quan tâm. Nhưng bây giờ thì càng ngày thì người dân lại người ta càng quan tâm. Đó. Về cái lĩnh vực mà xuyên tạc, chống phá nhà nước Việt Nam. Đó. Người dân người ta quan tâm và người ta bày tỏ thái độ của người ta trên các cái diễn đàn hoặc là trên các cái trang mạng. Tụi nó sợ chứ các bạn. Nó sợ bị đập chứ. Rồi thứ hai nữa là bây giờ là chân tướng của cái bọn mà chiếp hôi này thì nó càng ngày nó càng lộ ra. Làm ít nhưng mà nói thì nhiều để lấy tiền đó các bạn. Hoặc là tạo dựng những cái đoạn clip giả, những cái hình ảnh giả để lấy tiền của bọn bên kia. Thì cái bọn bên kia nó biết hết rồi cho nên nó không có đưa, nó không hợp đồng nữa. Đó. Chỉ còn một số ít có hoạt động thôi. Chẳng hạn như là Trịnh Bá Phương, Dũng Phi Hổ, Dũng Vo Ve hay là con Hồng Thế Hoàng vậy thôi. Tức là nó lai rai, nó hoạt động cầm chừng. Nó lai rai, nó hoạt động cầm chừng. Đó. Rồi bên cạnh đó thì cũng tương tự giống như là cái quan thầy của tụi nó, đàn anh của nó, đàn chị của nó ở bên Mỹ cũng tương tự, đấu tố. Thì ngay cái bọn chiếp hôi ở trong nước này nó cũng đấu tố với nhau, ăn chia không đều. Tiền bạc đồ gì đó gửi về gửi viết gì đó nó đấu tố, các bạn theo dõi cho các bạn biết đó. Và bản thân tụi nó cũng không dám coi như ngang nhiên mà nó trưng bày cái vẻ rách ba que đó ra nữa. Nó không dám như trước đây nữa, các bạn thấy không? Trước đây là nó công khai, nó livestream, nó cũng coi như là nó cũng trưng bày, rồi nó chụp hình nó cũng trưng bày đó. Và nó đi ra đường nó cũng trưng bày, vân vân. Bây giờ đâu có dám nữa. Nó sợ chứ. Nó sợ nhân dân. Nó sợ lực lượng yêu nước. Đúng không các bạn? Thực tình ra cái bọn chiếp hôi này không đáng là cái gì cả hết. Không đáng là gì. Tại vì bản chất của nó là nó sống bằng cái nghề này là cái thời gian mà cách đây một năm hoặc là nửa năm trước đây đó. Đó, đổ về trước thì phải nói thu nhập nó rất là khá đó, cho nên nó sống hẳn bằng cái nghề này. Nhưng mà khoảng chừng mà nửa năm trở lại đây là kém rồi, mà bên cạnh nó kém thu nhập rồi còn dễ bị ăn đòn nữa của người dân nữa các bạn. Tôi chưa nói là công quyền, chưa nói là công an người ta rờ vào, đúng không? Đó. Thứ hai nữa là nó có biết gì về vấn đề lý luận? Nó không biết, nó chỉ biết cái đồng tiền ở bên kia gửi về theo đơn đặt hàng thôi, chứ nó có biết cái gì đâu, với cái bộ não kém cỏi, ngu dốt. Nhưng một số ít thì lại kiêu ngạo lắm, ảo tưởng. Mà tôi cho rằng là ngáo mạng xã hội đó các bạn, ngáo Facebook đó. Đó nó kết hợp hai yếu tố đó, cho nên tự xưng ta đây là coi như là anh hùng, ta đây là thế này thế nọ, dũng cảm coi như là đứng lên coi như là lấy lại sự công bằng cho dân oan. Rồi dũng cảm đứng lên coi như là lật đổ chính quyền cộng sản, vân vân. Ngáo, bọn nó ngáo Facebook. Các bạn, ngáo mạng xã hội, cho nên là nó ngộ nhận. Nó cộng thêm tiền, nó cũng kiếm dễ, thời gian trước đây thôi. Không phải lao động, nó kiếm dễ quá mà. Đó. Riêng cái tên Dũng Phi Hổ đó, thì đã được tòa án của Việt Vision lên án rồi. Đó. Mà theo như tôi thiết nghĩ, tòa án của Việt Vision là cũng là đại đa số, được sự hưởng ứng của đại đa số nhân dân trong cả nước đã tuyên án nó rồi đó. Thì nó không chạy đâu cho thoát được hết. Chính quyền không xử nó thì những người dân yêu nước cũng sẽ xử nó. Không xử nó ở Nghệ An thì cũng xử nó ở Hà Nội đó. Không xử nó
ở nơi này thì cũng lên xử án ở chỗ khác. Nó còn lại những tên khác thì coi như là nó gọi là lai rai hoạt động cầm chừng. Và tới đây các bạn sẽ xem tòa án Việt Phê Sinh sẽ tiếp tục triển khai công tác xử án của mình thay mặt cho những người dân yêu nước lên án bọn Chiếp Hôi và đồng thời xử bọn Chiếp Hôi theo đúng nguyện vọng của những người dân yêu nước trong cả nước các bạn ạ. Còn riêng cái bọn mà đội lốt tôn giáo đó, mà cụ thể đó là cái bọn mà đội lốt Thiên Chúa giáo thì thời gian vừa qua thì nó có nổi lên là cái thằng Nguyễn Duy Tân các bạn, thằng Nguyễn Duy Tân. Hôm trước thì tôi nói sơ qua thôi, hôm nay tôi nói khá một chút nữa đó. Thì tên Nguyễn Duy Tân thì nó một tên linh mục, một tên chủ chăn các bạn ạ. Vậy mà nó lên trên mạng, nó livestream, nó tự nó khoe nhé, là nó đã được 19 lần công an Đồng Nai mời lên làm việc. Trời ơi các bạn nghĩ xem coi. Một thằng linh mục đó, mà khoe rằng là mình đã được 19 lần công an địa phương triệu tập. Thiệt, tôi lắc đầu, tôi cảm thấy xấu hổ cho cái tôn giáo Thiên Chúa giáo nói chung và cho cái giáo phận ở Đồng Nai nói riêng, hoặc là cái dòng Chúa Cứu Thế đó nói riêng. Tại làm sao lại có cái thằng linh mục Nguyễn Duy Tân như thế này? Một người công dân bình thường, một người giáo dân bình thường mà đã được cơ quan công an mời lên là đã có vấn đề, đúng không? Một lần, hai lần là coi như có vấn đề rồi. Huống hồ chi cái thằng này là 19 lần. Vậy mà nó tự hào các bạn. Nó tự hào, nó khoe cái thành tích của nó là 19 lần được công an địa phương mời lên làm việc. Và cái thằng này nó rất thủ đoạn các bạn. Thủ đoạn tức là nó gài cái người khán giả đó đã mà cung cấp đoạn băng ghi âm trước đây đó cho Việt Vision đó. Nó gài nhưng mà cái người khán giả đó người ta tỉnh táo. Người ta biết được cái âm mưu của cái thằng linh mục Nguyễn Duy Tân này. Đó. Cho nên là nó bỏ cuộc, nó chạy lấy người thôi. Nó lấy cái cớ là nó phải nói chuyện với người khác. Đó. Như lần hôm trước tôi có nói, bây giờ tôi nhắc lại thôi. Thứ hai là cái cách nói của nó không xứng đáng là một cái thằng linh mục. Đấy. Không xứng đáng. Một người linh mục chân chính không bao giờ có cái cách nói châm biếm, trêu chọc như nó cả hết. Những người tu hành đó các bạn không bao giờ có cách nói như thế. Ở như tôi cũng không có châm biếm nữa. Đó. Tất nhiên tôi không tu đó các bạn, nhưng mà tôi không có châm biếm. Trong cái đó một cái thằng tu hành như nó có cách nói như thế. Đó thì về cái thằng Cu Tân đó thì là như thế. Và nếu cũng qua kênh thông tin thì cũng nhắn gửi coi như là em Long Ngô đó ở sinh hoạt ở cái giáo phận đó thì cũng có những cái cách làm việc để cho nó bớt cái thói đó đi, hoặc là nó giảm những cái cách nói năng đó đi. Đừng có mà làm những cái chuyện tào lao không có xứng đáng với lại tư cách của một vị linh mục. Cho nên tôi gọi là thằng Cu Tân. Nhé Cu Tân nhé. Cái vấn đề thứ hai nữa liên quan đến cái bọn lợi dụng Thiên Chúa giáo đó các bạn. Trong thời gian vừa qua là nó xảy ra ở thành phố Đà Lạt. Đó thì có cái em, tôi gọi là cái em thôi. Em ấy tên là Huỳnh Khánh Kim Long. Sau khi cái em này đi lễ nhà thờ xong rồi là ra trước cổng nhà thờ là căng cái affix, cái pano, cái affix lên. Nội dung thì không có gì nội dung, tức là kêu gọi là quan tâm đến môi trường. Nhưng mà nó lại lồng vô trong cái từ là Thiên Chúa vô cảm. Đó là lồng vô trong những cái danh từ. Danh từ. Thì sau lập tức đó thì có các anh ở trong cái nhà thờ Đông Bosco này. Anh phản ứng và coi như anh thu ảnh xé. Thì câu chuyện đó tới đó thì không có gì. Nhưng mà cái cậu này, cái em Huỳnh Khánh Kim Long này phản ứng. Và tôi nói thật rằng là nếu may
may mà không gặp em Đoan, gặp cậu Đoan, gặp cậu Đoan ở bên Đà Lạt cùng với lại anh em những người yêu nước bên đó, thì cái em Long này chắc cũng bị ăn vài bợp tai, ăn vài bợp tai. Đó, thì tôi nói câu chuyện này là gì? Là tôi xin nhắc lại, đại đa số những người Thiên Chúa giáo, đại đa số những cái nhà thờ, tu viện, những vị linh mục, người ta cũng hết sức là cẩn thận. Người ta cẩn thận và người ta cảnh giác với những cái việc làm mà nó gây tổn thương, những việc làm nhạy cảm đó các bạn, mà nó gây tổn thương, nó gây cái sự xúc phạm đến Thiên Chúa giáo, đến cái giáo phận đó, đến cái giáo xứ đó. Chứ không phải như là cái bọn ở miền Trung, mà cụ thể là cái bọn ở chỗ cái tụi thằng Thục, thằng Nam. Thì đại đa số những người Thiên Chúa giáo người ta cũng tốt, người ta cảnh giác. Cái việc tiếp theo là đó là âm mưu, kế hoạch tiếp theo cho của cái bọn thằng Nam, thằng Thục, thằng Hợp ở tại khu vực miền Trung. Nó cũng vẫn duy trì, nó cũng vẫn lên những cái kế hoạch mà nó lấy cái sự việc cụ thể đó là cái doanh nghiệp Formosa, rồi cái việc mà đền bù không thỏa đáng, vân vân. Nó vẫn lợi dụng những cái sự cố đó để mà nó kích động giáo dân. Nó đang âm mưu, nó lên những cái kế hoạch để mà nó tiếp tục, nó gây sức ép, nó tiếp tục, nó gây mất cái ổn định trật tự ở tại địa phương đó nói chung, và cả khu vực tỉnh Nghệ An hay tỉnh Nghệ Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng. Đó các bạn, bọn này nó không có phải nó gọi là nó quay trở lại con đường chính nghĩa đâu các bạn, mà nó vẫn tiếp tục chống đối. Đây là bản chất của cái bọn này rồi, tôi dùng cái từ là bản chất rồi. Thì việc Vision chúng tôi cũng như các bạn và quý vị khán giả ha, chúng ta sẽ sẵn sàng chờ đón những cái âm mưu, những cái kế hoạch của bọn nó, phải không các bạn? Về nhận định chung, sau khi cái góc nhìn của tôi tổng quát như vậy về nhận định chung, thì tôi thấy rằng là cái bọn mà tâm thần hoang tưởng không đáng là gì. Cái bọn nó không có đáng là gì cả hết. Kể luôn cả cái bọn truyền thông luôn các bạn, nó không đáng là gì cả hết. Mà nó thật ra trong thâm tâm tôi không quan tâm đâu. Mà cái vấn đề tôi quan tâm hiện nay cũng như sau này thôi, đó là chính cái bọn lợi dụng Thiên Chúa giáo. Mà tôi dùng cái từ là gì? Kẻ thù trước mắt và tiềm ẩn. Đó. Đó, tôi quan tâm là cái vấn đề đó. Đó, những thông tin mà dưới góc nhìn của tôi cũng như cái nhận định của tôi. Đó, thì tôi kết luận rằng là bọn đội lốt Thiên Chúa giáo chính là cái bọn nguy hiểm, đáng sợ, nguy hiểm cho cái sự ổn định trật tự xã hội hiện nay. Chứ còn cái bọn mà Việt Nam Cộng Hòa, cái bọn ba que sỏ lá, cái bọn láo nháo, cái bọn đó tôi không ăn thua. Đó các bạn. Cho nên là qua cái thông tin như vậy thì bản thân tôi, anh em Việt Vision đó, cũng như các bạn, quý vị khán giả suy nghĩ thêm, nhận định thêm đó, về cái kẻ thù trước mắt cũng như tiềm ẩn của nhân dân chúng ta, của nhà nước chúng ta. Một cái ý nữa đó, thì anh Lân, anh cũng đã nói rồi ha. Anh Lân anh đã nói trong cái bài mới đây, cái bài hình như 90 sao các bạn, mới đây. Thì trả lời thư khán giả đó mà. Đó. Thì qua cũng như qua chỗ anh Lân đó,
thì chúng tôi cũng có hội ý với nhau. Thì coi như anh Lân là nhóm phó, ảnh sẽ sẵn sàng, ảnh đối thoại với tất cả, coi như là các thành phần chống đối nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam. À, thì anh Lân sẽ thay mặt nhóm, tại vì anh Quang là nhóm trưởng làm ăn đi xa mà, đó, anh Lân thay mặt nhóm sẵn sàng đối chất. Đó, thì thông qua cái cách mà nhờ hai cái bài mà đối thoại vừa qua thì các bạn cũng thấy rồi, trình độ rất là kém, lập luận rất là kém. Và đối với cá nhân tôi thì tôi cũng mong muốn là coi như là tất cả thành viên trong Vision cũng sẵn sàng tham gia, tại vì hoạt động của nhóm Vision chúng tôi tức là cộng đồng trách nhiệm mà. Đó, thì mỗi thành viên trong nhóm Vision chúng tôi là đều có trách nhiệm liên quan với nhau hết. Đó, và bản thân tôi không phải là nhóm trưởng nhóm phó gì cả hết, đó, chỉ là biên tập viên thôi, nhưng mà cũng coi như là sẵn sàng. Và nếu có điều kiện thì sẽ xin mời, tạo điều kiện thuận lợi cho một hai khán giả nào đó muốn tham gia tranh luận cùng với Việt Vision, coi như là phản kích lại đó, cái luận điệu xuyên tạc của cái bọn phản động đó. Ở đây thì chúng ta không có dùng từ là khai trí khai sáng các bạn nhé, tại chúng tôi những con người bình thường tầm thường thôi, không dám. Đó, nhưng mà sẵn sàng đập tan những cái luận điệu đó, đồng thời là nói thông qua những cái đối thoại đó thì cũng giúp cho bà con, đặc biệt là bà con kiều bào ở nước ngoài hiểu rõ thêm thứ nhất là cái sự ngu dốt về lập luận, ngu dốt về lý luận, hạn chế về thông tin hoặc thông tin một chiều, thông tin không khách quan, đó, giúp cho bà con chúng ta hiểu thêm. Đó, hai, đó, là coi như chứng tỏ rằng bọn phản động nó chỉ có cái âm mưu, đó là gì? Đó là phá hoại sự bình yên thôi. Chứ ngoài ra nó không có khả năng đó, để mà nó đối thoại với những người cộng sản nha. Nó không có khả năng để đối thoại với những người cộng sản. Tại vì sao? Nó đối thoại, tôi không phải là tự tin đâu các bạn, nhưng tôi đánh giá được rằng là nội cái vấn đề đối thoại với người dân thôi, với một cái nhóm tự phát như anh em chúng tôi thôi, thì nó đã từ chết đến lết rồi. Đừng có nói chi mà đối thoại với những người cộng sản, thì tụi nó không có, không có cái vé đó nữa. Đó các bạn, thì thông qua kênh truyền thông thì tôi cũng xin nhắn gửi như vậy. Đó. Thì anh Lân cũng đã nói lên hết rồi, và bài nói chuyện của anh Lân hết sức là đầy đủ. Rồi, tất nhiên nó cũng ở đâu đó nó cũng còn thiếu sót một chút, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là đầy đủ lắm rồi. Đó, đầy đủ lắm rồi. Đó. Nhưng mà tôi nói thật nhé, trong nhóm Việt Vision á là cũng còn nhiều người nữa. Ví dụ như tôi nữa, chẳng hạn như tôi nhóm viên thôi. Kính thưa các bạn, kính thưa quý vị khán giả, nhân qua cái bài nói chuyện này thì tôi cũng có một cái lời kêu gọi. Tôi kêu gọi để giữ sự bình yên ở cuộc sống của đất nước của chúng ta, xã hội của chúng ta, nó luôn luôn nó có sự ổn định trật tự. Thì ngoài cái lực lượng chức năng của chính quyền ra thì tôi mong muốn mỗi địa phương, mỗi tỉnh thành phố có thêm những cái nhóm, những cái đơn vị tập trung những cái người yêu nước, những người yêu nước đó, mà phía Nam hay là thành phố Hồ Chí Minh hay là thủ đô Hà Nội dùng cái từ là cờ đỏ đó các bạn, những cái đội cờ đỏ, thì tôi không có tham gia cờ đỏ, tôi cũng không có tham gia dư luận viên, cho nên tôi dùng cái từ là thành lập cái nhóm những người yêu nước để thể hiện cái công sức nhỏ bé của mình vào trong cái công cuộc giữ bình yên chung, cùng phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương để mà giữ gìn cái sự bình yên chung. Ngoài ra có thể chúng ta
hợp sức với nhau làm những cái công việc từ thiện, thiện nguyện có ích cho đời, có ích cho xã hội. Đó, đặc biệt là các cái nơi vùng sâu vùng xa. Đó, tôi mong muốn như thế. Đặc biệt là các bạn thanh niên, thì nên nên thành lập, đứng ra những thành lập những cái nhóm này trên cái tinh thần là tự nguyện, tự giác, tự điều hành lẫn nhau. Đó. Thì tôi nghĩ rất là hay. Trên cơ sở đó, giúp tôi xin nhắc lại, trên cơ sở chúng ta thành lập những cái nhóm đó, những nhóm những người yêu nước. Đó. Chúng ta sinh hoạt, chúng ta giúp với chính quyền. Thì tôi nghĩ rằng chính quyền rất là hoan nghênh. Đó. Lực lượng công an hết sức là hoan nghênh các bạn. Mà tôi nói chính các bạn, nếu mà làm được thì chính các bạn là thành phần chủ lực, chủ công trong vấn đề gìn giữ sự bình yên cho cái xã hội, cho cái địa phương chúng ta đang sinh sống. Đó các bạn ạ. Đó, thật tình ra thì lực lượng cơ quan công an thì cũng không có đủ người. Đó. Mà chính là tai mắt nhân dân, tai mắt quần chúng, đó mới là cái thành phần, đó mới là cái lực lượng chủ công. Đó thì tôi mong muốn như thế. Tôi hy vọng các địa phương sẽ thành lập những cái nhóm thanh niên yêu nước hoặc là những cái nhóm công dân yêu nước trên cơ sở tự nguyện và có tổ chức các bạn nhé. Tại vì tôi nghĩ như thế này nè, đất nước chúng ta có cái sự tồn tại đến ngày hôm nay, cái sự bình yên phát triển đến ngày hôm nay, đó là đã biết bao nhiêu thế hệ cha ông của chúng ta đã ngã xuống, đã hy sinh cho cái miếng đất hình chữ S này. Đó thì bổn phận gìn giữ sự bình yên, cái sự ổn định này là không riêng của ai mà tất cả toàn dân Việt Nam chúng ta. Kể luôn cả những kiều bào có tấm lòng yêu nước hướng về quê hương đang sinh sống ở nước ngoài cũng có trách nhiệm gìn giữ. Đó các bạn. Đó tôi mong muốn như thế. Còn nếu trường cà hợp các bạn nếu mà có cần tư vấn thì các bạn cứ gọi điện về Việt Vision. Đó, sẽ có cái cách tư vấn cho các bạn thành lập những cái đơn vị như vậy. Giúp ích cho đời, giúp ích cho chính quyền, giữ sự bình yên. Tôi thấy rất là tốt các bạn. Đó, tôi mong muốn như thế. Thì cái chương trình thông tin nhanh đến đây thì tôi tạm dừng. Và xin hẹn với các bạn, quý vị khán giả chương trình kế tiếp sau. Còn ở nhân đây thì tôi cũng có nhắn gửi. Xin cảm ơn vừa rồi các bạn, có một số các bạn quan tâm. Nhưng mà tôi cũng có những cái việc cá nhân, đi về nó mệt. Rồi tiếp tục lại đi nữa cho nên là hơi mệt. Chứ còn tôi không có vấn đề gì cả hết. Và tôi rất cảm ơn các bạn, quý vị khán giả đã quan tâm đến bản thân tôi. Một lần nữa xin kính chúc các bạn, kính chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, bình yên trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn đầu, trong lòng người